Good morning, Jack. Good morning, Jack. Good morning. Hello, 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 hello. Ok các bạn ơi, mới đi làm về, bữa nay đi làm về hơi trễ các bạn. Nhưng mà mình cũng không quên để review đồ ăn. Bữa hôm nay mình sẽ ăn đồ Mỹ đi các bạn. American. Ở bên Mỹ là phải ăn đồ Mỹ. Review đồ ăn chợ Costco phần N. Bây giờ cái này là gà các bạn ha. Gà là sốt gravy. Heo mà. Ok. Heo mà. Oh này heo. Cái này là gà sốt gravy. Ok. Bây giờ mình sẽ thử ăn đồ coi có ngon không các bạn. Hổm gài mình cứ ăn đồ của Trung Quốc, của Lý Tử Thất. Bữa hôm nay mình sẽ ăn đồ của ở trong đây nó có một bịch. Cái bịch này giống như là bịch sốt gravy. Vậy chắc mình lấy cái nồi, mình lấy bỏ cái nồi nấu. Ok. Rồi để coi công thức chỉ dẫn ở đó coi. If frozen. Bỏ nồi nấu cũng được. Xem đổ sách nó vô, mình bỏ nấm vô, xào nấm đổ nấm vô. Ok. Mình bỏ vô chảo, mình chiên lên các bạn. Sau khi mà mình chiên lên chín rồi thì mình sẽ bỏ mấy cái bột này vô thì nó sẽ ra giống như vậy. Còn nó ra cũng vậy thì mình kiện nó. Còn bên đây là bò. Cái này heo. Là bò heo. Heo nó thì kiểu German style. Cái này là cũng nấu gì luôn các bạn ơi. Microwave cut up. Ok, cái này mình có thể bỏ vô microwave nữa. Cái này là bột chiên giòn nè. Còn này nước sốt nè. Ok, rất là đơn giản luôn. Bây giờ thì mình sẽ cắt nó ra. Xong rồi mình bật chảo lên, mình sẽ lấy bột chiên, cái này tạo nó bột chiên giòn, xong mình chiên, xong rồi mình rồi nó sốt lại lên, đơn giản thôi. Rồi, đi làm ăn nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cắt cái bột này ra các bạn ơi. Ok. Ở trong đây nó có một cục thịt đông lạnh sẵn, cho nên mình cắt nó ra xong mình rửa nó đi. Bây giờ mình bỏ đây ha. Wow. Ở trong này nó có nhiều chất bảo quản quá mà. Đây là ẩm nè, lấy mì các bạn. Ok mì. Ê, chết không? Mẹ nè. Mẹ nè. Nhát mà không ngủ. Trời con mặt nha. Ok các bạn ơi, sau khi mà mình rửa xong thì cái thịt này nó sẽ ra như vậy. Sáng thì sẽ là vậy á.
Các bạn hãy nhìn nè, nguyên một cục thịt gà luôn. Để mình rửa nó đã. Thịt ha bạn. Nạc không hả? Đây đó, hổng cái này nó chắc nó luộc sẵn rồi đó. OK các bạn ơi, bây giờ thì mình đã có hai cái khúc thịt rồi, một bên là khúc thịt heo, một bên là khúc thịt gà ha. Còn đây là bình nước sốt, cái này rất là đơn giản luôn. Trước tiên là mình sẽ lấy cái thịt gà này, mình sẽ nhúng vô bột đó, xong mình sẽ chiên nó giòn lên. Sau khi mình chiên nó giòn lên xong rồi thì mình sẽ bỏ cái nước sốt này vô và sốt nó thôi các bạn ha. Rất là đơn giản thôi. OK. Bây giờ thì bật lửa lên đi. Cái này họ đã làm chín rồi, mình bỏ vô microwave cũng được nữa các bạn, nhưng mà nó sẽ không có giòn. Mình thích ăn giòn hơn. À. Rồi. Trong khi chờ đợi nước sôi thì mình sẽ cắt mấy cái bịch này mình bỏ vô đây, mình bỏ vô một cái tô đã. Các bạn nhìn nè. Gà siêu thịt. Thịt gà này nó nuôi bằng cái gì mà nó thịt không mà các bạn. Này chắc nó luộc sơ hết rồi, chín rồi. Chín rồi. Lăn bột chiên. Bây giờ mình tách cái gọi các bạn. Thì ở đây có 2 4 6 8 8 miếng, còn đây gà thì 2 4 ok. Bây giờ thì hai bịch bột nó giống nhau cho nên mình đổi cái tô đi các bạn ha, rồi mình bỏ vô mình chiên. Đây, mình đã có được một cái kẹp gấp. Nhận lửa mới được thôi, thôi ngoài khác mà bột chín mà bột khác mà trong cái bột này họ đã pha chế sẵn rồi cho nên các bạn đừng có sợ là nó không ngon nha. Con khóc các bạn ơi. Cái này bột xù của nó mịn lắm, nó không giống như bột xù của mình. Cái bột xù của nó rất là mịn các bạn, nó không giống như bột xù của mình, nhìn nè. À. Như bột xù không chỉ có hai đây còn. À, không mình xài cái bột của nó cũng được, mẹ khỏi bắt cầu lấy kìa. Không, sợ lấy thêm, sợ thiếu. Nhưng mà thôi. Nè, cái này là gì đây? Cái thằng nó sót cho nó cái bơ đó. Cái bơ của cái cây heo đó. Nè, bột xù nè. Kìa mẹ đưa kìa. Ok. Để ngoài đi, cái nhúng này xong ha, đổ nó vô. Ok. Bây giờ mình làm thử một miếng ha, bây giờ là dầu chưa nóng. Nóng rồi nè. Chưa. Bây giờ thì mình làm thử với thịt miếng này kiếm đẹp được chứ ai. Ok các bạn ơi, bây giờ cái chảo dầu của mình đã sôi rồi. Lăn qua đây rồi gấp vô. À. Bây giờ sau khi mà mình nhúng vô bột thì mình bột chiên. So, bỏ vô đây. Wow. Đó. Giờ chưa được nóng lắm. Cái này mình phải chiên bằng cái chảo chiên áp suất các bạn, nó mới dữ dội. Đó. Cái bột nó thơm các bạn ơi. Nó thơm cái mùi tỏi á. Người Mỹ họ ăn đơn giản bằng tỏi với ớt à. Không có nhiều gia vị như mình. Không có ngũ vị hương, không có dầu cái gì bột màu, bột màu gạch tương. Bốn miếng hả? Năm miếng. Các bạn thấy có rõ không? Cái này
cái thịt heo này á, nó mềm xèo các bạn, cho nên mình không có cần phải chiên lâu lâu, tại thực sự nó đã chín rồi các bạn ơi. Không biết ở ngoài các bạn thấy nó có mềm chứ mình cầm lên nó bủng loạn, nó giống như là nó chín gục luôn á. Cái này mua trong chợ Costco nha các bạn. Cho nó con hít. Cái salad thông qua đó. Ừ, salad thông qua nữa. Ở đây của mẹ nữa. Nhưng mà trong thành nó để có nấm này nọ cho mình. Nó đâu có gì đây. Mình sẽ bỏ trong ra của mình như vậy. Rồi, bây giờ tạm thời vậy đi các bạn ha. Thơm quá các bạn ơi. Thơm quá, thơm quá. Cái bột này của nó khi mà mình chiên lên nó thơm bạn, mình không có bỏ thêm gì vô hết trơn á. Ô, giòn quá các bạn ơi, thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không đợi bạn nữa, giờ tôi ăn liền một miếng, hai miếng. Ba miếng. Bây giờ mình đã tiếp tục. Cái miếng này là miếng hoàn hảo nhất từ nãy tới giờ. Cái miếng này, cái miếng này giống như là miếng thịt cốt lết của Việt Nam mình đi các bạn nhìn nè. Thì đó đó. À. Ở bên Việt Nam mình thì chiên mấy này người ta xài bánh mì cũ các bạn, bánh mì vụn á. Nhưng mà anh Mỹ người ta không có cần. Dễ ghê hết. Quá đã các bạn ơi. Quá đã. Oh. Ở đây còn một bịch nữa nè. Bột đó. Để không? Cái hộp này có xài gì không? Không. Mỗi cái hộp này vô trộn cho nó dễ. Bột à. Nè con bạch nè. Nhưng mà nó để vô cái dĩa khó trộn, cho nên là anh sẽ bỏ vô cái bọc. Cái mình sẽ bỏ cái bột xù vô đây đi các bạn ha, tại vì bỏ cái dĩa nó hơi khó trộn. Ok. Bây giờ thì coi như là cái phần sườn, cái này là sườn cút lết đi các bạn ha, thịt cút lết nha. Bây giờ tiếp tục là phần ức gà ha, bây giờ mình sẽ cho ức gà vô. Gà nó hơi bự các bạn ha. Đây, các bạn có thấy cái ức gà tầng ra chưa?
trộn như vậy mới ngon nè. Hỏi gì đây? Cho nó lăn lăn trong này nè các bạn. Mình giống MasterChef á. Vô đầu bếp làm nhân lì đây. Đó, các bạn ơi. Nhân lì trở thành vô đầu bếp lúc nào cũng hay. Đó. Gì nó sót cái gà đó. À hả? Nó sót cái cái kia. Mình sẽ bỏ nó vô đây để nó thấm cái bột. Mà lên mà lên. Thôi không các bạn ơi. Công nhận cái gà nó thịt không các bạn. Nhìn này. Thịt quá trời thịt luôn. Nãy giờ không muốn gần gì là nghe mùi thơm. Gà lần nào nó sớm đi. Để kịp ăn không ta nó nhé. Có món mới cho các bạn coi nữa rồi ha. Đố các bạn đây là món gì? Đố các bạn. Để sót luôn cái để mình để lên. Cái này đừng lấy. Thơm quá mẹ ơi. Cũng hấp dẫn lắm nè mẹ. Quân ơi, Quân ơi. Đừng nhõng nhẽo phụ được rồi. Á. Quân bếp cũng nhẽo đi nhưng phụ được rồi. Và hôm nay mình ăn mừng chuẩn bị ăn mừng lớn các bạn nha, kênh được 300.000 người đăng ký. Ngày mai ngủ dậy là được 300.000 người đăng ký ha. Cảm ơn nha. Làm ăn xong rồi mẹ chơi với con nghe. Uống nước sữa hả? Nó mà bà nói. Nó mà bà nói. Chắc bà có đi ra đi. Giống như là mình đi vô chợ Mỹ mình mua vậy, mình mua ra cái người ta chiên các bạn cũng mất gần 15 phút người ta mới chiên xong các bạn ha. Ta da 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 da
Rồi một miếng cuối cùng. Ok các bạn ơi, coi như là cái phần chiên là xong rồi các bạn ha. Quá trời luôn các bạn. Quá trời luôn. Thơm quá. Thơm quá. Bây giờ bữa hôm nay giờ này mình ủng hộ chợ Costco dữ các bạn. Giờ này chợ Costco nó làm đồ ăn ngon quá. Ở đây nó không sale. Ok, xào cái này xong lên là ăn là vừa rồi các bạn ơi. Má lửa đây mấy 3 mét luôn đi. Ăn làm tròn thôi. Ok, bây giờ mình chiên cái này đi các bạn. Thơm quá, thơm quá. Mấy cái này sao mà nó thơm quá vậy? Nhìn này hấp dẫn mà. Nhìn nó nổi bọt lên mà thấy thèm quá. Vừa làm sốt, vừa xào nấm với loại đậu. Xong là có ăn luôn. Bây giờ mình chỉ cần xào thêm nấm với sốt là mình rưới nó lên là rất là ngon luôn các bạn ha. Cái này là bột sốt của ghẹ bạn, bột sốt của nó đưa sẵn. Cái này giống như là sốt mà mình gọi là sốt bơ các bạn, bơ đậu phộng vậy đó. Bữa hôm qua rồi làm thấy đồ bào cải rồi đó. Đồ bào củ cải. Cái kêu giọng đây nè. Mày đi nhầm cái gì đó. Tao kiếm còn đâu mà nhiều đó. Bơ bào phộng lên hả? Dạ. Sau đồ bào cũng cây vàng kìa. Đồ bào cây vàng có không biết. Đồ bào cây vàng gì? Cái cây vàng, màu cái cá vàng hả? Nó lâu rồi con không thấy, con không quay, không gửi bữa đây xài bao lâu. Hôm qua kia mà kiếm, tao kiếm cái mồ không có à gà, thằng nhân nó bỏ táo quá. Ờ, à, vậy là anh nhân xài con biết. Ờ, rồi, bữa nay tự nhiên quá nữa. Thì tao bỏ cái cá nè, tao kiếm quà không có. Khi nào? À, xin chào các bạn. Bữa hôm nay có quý tử của mình ngồi kế mình nha, các bạn xin vô mình đặt cái này xin. Rồi lại đi bạn. Ok các bạn ơi, bữa hôm nay mình sẽ ăn hai món đồ ăn mà mình mua ở Costco các bạn. Một cái là mình gọi tắt là sườn cốt lết kiểu Mỹ, còn một cái là ức gà kiểu Mỹ các bạn nhé. Ở bên Mỹ này mình phải ăn đồ Mỹ. Bây giờ theo như cái tấm hình này á, là khi mà các bạn chiên cái miếng cốt lết xong á, các bạn sẽ rưới nước sốt nó lên ha. Còn nước sốt thì vợ mình nó đang cầm. Ok. Rồi. Bây giờ nhưng mà mình sẽ không rưới nước sốt lên, tại vì mình sợ mình sẽ ăn không hết và cái nước sốt nó sẽ làm mềm cái miếng này của mình các bạn. Cho nên mình sẽ để nước sốt riêng, mình ăn bao nhiêu mình rưới bao nhiêu thôi. Ok các bạn. Bây giờ get go. Thì cũng giống như các bạn đã thấy rồi, đây là cái miếng sườn cốt lết nè. À, giờ mình để lên và mình phải làm giống như trong tấm hình này, mình sẽ bỏ nấm lên ha. Đây nấm lên nè, lên nè đó. Rồi và mình sẽ rưới nước sốt, lấy muỗng yes 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 yes
Đó, mình sẽ làm giống như tấm hình này nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lấy một miếng này. Quen quen con ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ chuối nước sốt này lên. Đó. Giống như nhà hàng 5 sao, mẹ thử đi mẹ. Rồi, bây giờ tiếp tục mình sẽ làm cho mình cũng sẽ lấy một miếng này nữa. Đó. Ở trong này á, là mình sẽ rưới nước sốt hết lên các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn ăn nhiều quá thì các bạn sẽ rưới. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ thêm vô đây. Không, mình có cơm nữa các bạn. Tại vì mấy ngày đi làm không ăn cơm này. Rồi, cơm bỏ lên đây. Cho mẹ miếng nữa. Mẹ ăn cơm nữa ha. Rồi các bạn ơi. Nước tương, bỏ nước tương cho mẹ. Quăng cái mắt mẹ nước tương này nè. Đây. Có nĩa, có muỗng. Ok các bạn ơi, như vậy thì mình đã làm giống như tấm hình rồi. Bây giờ thì mình sẽ rưới nước sốt này lên. À. Cái này là sốt của heo hay sốt của gà? Rồi. Bây giờ ăn thử cho các bạn ha. Trước tiên ăn mình phải cạn ly với các bạn đó đã. Mời mẹ cái miếng cơm. Mình cả nhà ăn cơm. Ăn cơm nha con, ăn quan ha. Rồi. Bây giờ mình ăn thử miếng cút lết rồi. Ngon, sao vậy con? Vậy con? Ừ. Không ai giỡn con hết ngon. Cạn đi. Mẹ ăn miếng mẹ ẩm nè. Ăn mẹ ẩm. Ăn miếng đi để tròn ra chưa? Để đi, mẹ ăn. Ăn ăn để lên làm cho. Mẹ ăn. Ăn đi nha. Có mẹ không? Thử nước tương vô. Đó ngay rồi, mẹ cũng rảm con phải không? Ăn thử miếng cốc lết đi. Ngon quá. Các bạn biết người Mỹ hay ăn gì không? Một miếng thịt heo, không? Một miếng đậu xào, một miếng nấm xào. Chưa. Thôi mẹ. Mặt miếng không có đẹp trai, nhưng mà mặt miếng không có đẹp trai. Mâm mâm. Mà cái sườn nó hơi lạ. Mình phải chấm thêm gì. Con muốn ảnh ăn lên. Con muốn ảnh lên. Mẹ đây. Mẹ của con đây. Mẹ của Quân Lì đây. Bây giờ thì mình tiếp tục ăn thử cái ức gà đi bạn. Cái sốt nó ngon không? Đây. Đây là cái sốt ức gà ha. Chế cái này lên. Chấm vô đây. Còn mình cũng ăn một cái ức gà nữa để cho các bạn biết cái sự khác biệt giữa cái ức gà và cái sườn heo. Wow, nhìn nè các bạn. Trời ơi, nó thơm lắm các bạn ơi. Quá ngon. Rồi cho anh ẩm cho. Ăn đói rồi. Nên mới mang dạng được. Ngon quá các bạn ơi. Bỏ thêm nấm như vậy. Hết rồi. Nấm như vậy. Nấm như này mà trời. Đấy. Nấm. Còn ngoài chảo. Thôi, gà mềm không? Ngon quá. Vô. Thay vì á, người Việt Nam mình chiên cốt lết không? Cái này họ luộc, cái miếng cốt lết nó mềm gục à.
Có nữa. Mình biết đi. Tép mỡ, tép mỡ. Anh múc cho mà em múc cho anh luôn. Hả? Anh kìa, anh ăn đi kìa. Ăn cơm chiên Dương Châu. Ăn cơm chiên Dương Châu. Ăn cà bi kiểu Mỹ. Cái này cà bi. Cà bi ngò chồng. Cần sao mua cái đồ để nè, dạng như này. Đi tội nghiệp nó khó chịu. Mang cái nó khó chịu. Nhưng mà cái nước sốt này ngon mà, cái bình nước sốt rồi. Đó. Nó thơm quá rồi. Không có gì đâu. Nấm nè, coi nấm luôn rồi ha. Mẹ của con đây. Nhưng mà mình hơn nó cái thì mình có cơm mà. Rồi, còn quá trời không bằng. Đổ đi, cho cái chén lên đi cho chén. Quá rã các bạn ơi. Đồ ăn Costco nấu cũng không phải là dở lắm. Nói cho em cái nỉ. Đi dọn nào, đi dọn. Thế vậy đó kìa. Đó. Giòn khấu. Thôi nè. Chấm với sốt. Ngon quá. Trời ơi, các bạn nhìn nè. Cái bịch cà bi này á trồng ở một trái à. Mà quá trời trái luôn mà. Đấy, một trái nằm trống. Một cái hộp như vậy á, các bạn thấy không? Chiên ra được một dĩa vậy. Quá nhiều luôn bạn, quá nhiều. Một cái hộp như nè. Chiên ra được một dĩa vậy. Đó, sở dĩ là mình mua hai cái khác nhau để cho các bạn thấy cái sự khác biệt. Thấy không? Nhưng mà nó cái nước sốt giống nhau bạn, cái nước sốt giống nhau à. Đó, cái nước sốt này mà các bạn chế lên cơm nó ngon nè. Nó là bơ thôi, nó đặc nhất là ngon. Ngọ thơm chứ không? Thơm á. Đừng coi kìa. Nhìn coi mình ngủ mất cửa rồi. Nó vừa hí hí mà nó vừa ngủ ngủ các bạn. Nó sợ mình bỏ xuống á. Là chớ lắm. Ôi. Nó cá. No quá các bạn ơi. Giờ này nó ngủ, nó dậy ra đi ra sáng nó nằm nó ẩm nó dậm vậy nên nó ngủ để nó xuống ngủ. Ờ. Nhõng nhẽo. Giờ nó nhõng nhẽo. Nhõng nhẽo với mình đó. Từ 6 giờ chiều tới giờ này á, là nó vậy. Giờ nhõng nhẽo ha. Ngon quá bạn. Không biết bình thường á. Thôi giờ tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã coi video clip này. Hay là các bạn xem clip rồi sao? Nó nhắm mắt để nó xuống cho nó thức. Từ 5 giờ chiều tới tối này là nó tính nha.